trường bưu riêng, lạy cha trường bưu riêng. Amen. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Chương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 86 hôm nay với các nhân chứng sau đây. Cô Võ Thị Lan hiện đang ở thành phố Lake Havasu, Arizona. Chị Loan Huỳnh ở Gilbert, Arizona. Bác Nguyễn Thị Ngọc Mai hiện đang ở thành phố Santa Ana, California. Và cô Ngọc Võ hiện đang ở thành phố Los Angeles. Để mở đầu, xin mời quý vị theo dõi chia sẻ của cô Võ Thị Lan, hiện đang ở thành phố Lake Havasu, Arizona. Cô là người theo đạo Phật nhưng rất tin vào sự hiển linh của cha. Cô đã nhận được rất nhiều ơn lành của cha. Hôm nay, đang mang trong mình căn bệnh gan, bác sĩ chuẩn đoán có thể phải phẫu thuật. Cô đã đặt hết niềm tin tưởng vào cha và cầu nguyện với cha mỗi ngày. Cô tin rằng sẽ vượt qua được căn bệnh của mình. Lòng tình yêu tha thiết con nai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Tên gì là Võ Thị Lan? Dì ở Lake Havasu. Dì là đạo Phật, nhưng mà dì tin cha nhiều. Dì có ơn của cha, dì ra dì tạ ơn cha. Nhưng mà dì có nói với cha là khoảng đôi ba tháng dì ra thì cái building của cha, chị gặp cha, chị nhờ cha giúp cho dì qua tai qua nạn khỏi cái bệnh của dì, là có thể nửa chết nửa sống nhưng mà cha giúp dì rồi, thấy dì thấy đỡ lắm, cô khỏe lắm, mỗi ngày cô khấn cha, cô giái cha, cô thấy nó đỡ nhiều lắm con. Lúc đầu là ở đây này, là cái gan cancer, giờ bác sĩ nói là bây giờ nó mọc chậm, nó có cục bú nhưng mà nó mọc chậm, nhưng mà chưa có biết là cái cách nào làm, bây giờ người ta bác sĩ người ta đang bàn tính thôi, người ta chưa có làm gì chứ gì. Nhưng hiện tại giờ chị đang uống thuốc bắc với là chị xin phép của cha, chị mỗi cây, chị có thờ cha ở nhà nữa, rồi chị mỗi ngày chị giấy, chị khấn cha, chị xin cha giúp cho gì khỏe mạnh, để cho gì chờ mạnh nữa, để gì chống qua cái bệnh của gì. Đó, rồi chị nói với cha chị khấn cha, nếu cha có cái ý kiến gì cha giúp cho con để con cũng vượt qua cái đó. Nhưng mà nếu mà làm có mổ thì cũng hơi khó khăn một chút, nhưng mà dì tin bề trên cha cứu dì thôi, cái đó là cái lòng của dì. Dì có sao thì dì nói xị thôi, cái đó cái lòng thật tộc của dì. Cha Chương Bưu Diệp là nguồn an vui cho thế trời, cha Chương Bưu Diệp là hiện thân của lòng nhân. Chị Loan Huỳnh ở Gilbert, Arizona lập gia đình được 10 năm mà không có con. Bác sĩ chuẩn đoán chị bị vô sinh, nhưng sau đó chị Loan đã săn được một đứa con trai. Cháu bé lọt lòng mẹ chỉ nặng 1.7 pào. Gần 5 năm sau, câu chuyện của chị Loan và cháu bé săn non thế nào? Và chị lại có thêm tin vui mới gì mà chị đã gọi là phép lạ từ cha Diệp? Mời quý vị theo dõi phần chia sẻ của chị sau đây. Dạ, em tên là Quỳnh Thị Kim Loan, em ở tiểu bang Arizona. Dạ, em là người mới đầu là ngoại đạo. Em lấy chồng Công giáo nay được 12 năm. Dạ, thì từ hồi lúc mà em bước chân vào đạo thì em mới biết về đạo Công giáo và em mới nghe những sự tích về cha Chương Bửu Diệp. Dạ, thưa, em được rất là nhiều ơn lành. Em cảm ơn cha rất là nhiều. Cho nên sau 10 năm kết hôn em không có con. Dạ, thì em cầu khấn hoài, ai chỉ gì em cũng làm hết. Thì em mới khấn ông cha Chương Bửu Diệp. Thì sau đó em đi nhiều bác sĩ lắm, họ coi như đầu hàng hết rồi, give up. Dạ, ông nói, người ta nói em coi như gần như vô sinh. Em nghe vậy thì cũng buồn, nhưng mà mình là người Công giáo thì mình cứ tin tưởng Chúa Phật, mình ở ngay ở thẳng thì Chúa sẽ ban cho. Thì lúc mà bác sĩ họ đầu hàng thì tháng sau em phát hiện là em có bầu. Em có bầu thì rất là khó. Cho nên em rất cẩn thận mà không biết tại sao nữa. 5 tháng thì con của em là bây giờ là Steven, nó đẻ sớm 4 tháng.
có 23 tuần mang thai thôi. Nó đẻ ra chỉ có 1 phao 7, tức là khoảng 660 gram Việt Nam. Nó bằng bàn tay thôi. Dạ, thì nếu mà ở Việt Nam chắc em nghĩ cũng khó lắm. Nhưng mà một phần thì cũng là good technology của Mỹ, y tế đồ thì cũng ấy. Nhưng mà một phần em nghĩ là cũng có phép lạ của Chúa đã ban đến cho em. Dạ, bằng chứng là bây giờ cháu rất khỏe mạnh. Dạ thưa, năm nay cháu được coi như gần 5 tuổi. Bác sĩ đoán là sanh tháng 5, ngày 8, 2011. Mà cuối cùng cháu ra tháng 1, ngày 14. Dạ, sớm hơn 4 tháng. Nhưng mà bây giờ cháu to hơn những bạn học chung lớp. Dạ, bác sĩ nói là đẻ sớm như vậy rất có khả năng gọi là mang thương tật disable. Em rất lo lắng. Cho nên mỗi lần em đi nhà thờ hay gì, em cũng khấn cha cho con của con được bình an như bao đứa trẻ khác, lớn lên nó được bình thường. Thì bây giờ nhìn cháu sáng và sáng suốt, thông minh, và con cũng tạ ơn cha. Con C2 với lại mọi người đi. Hai, con tên gì? Peter. Con tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn cha. Tạ ơn cha. Và chuyện thứ hai nữa, em cũng xin thưa là đứa thứ hai, thường thường có một đứa thì cũng hơi buồn, cho nên em cũng khấn cha hoài. Nay con được 5 tuổi rồi, con cũng gần 40 rồi, nếu qua 40 rất khó có con. Em đi bác sĩ quá trời mà bác sĩ hả cũng give up kỳ này. Nhưng mà giờ con phát hiện con có thai được 3 tháng rồi. Và cho nên con đến đây một phần là con cũng cảm ơn cha, khấn cha, mà một phần con cũng cầu xin cha hãy ban phước lành cho đứa con thứ hai của con. Dạ, kỳ này đừng đẻ sớm nữa, rất là cực. Nhưng mà con tin, cha nghe lời con khấn, có thể là bình an sẽ đến với con. Dạ. Thứ ba là con có đến đây con khấn cho ba con đậu quốc tịch. Không có phép lạ thì tại sao một người như ba em 65 tuổi, mỗi ngày nghe băng, dạ, mà từ từ họ nghe họ thấm, thì phải nhờ có một cái phép lạ nào đó ban cho người ta một cái trí nhớ. Dạ. Để mà thuộc bài vô đó gặp người. Mình học là một chuyện, nhưng mà nhờ ơn lành là coi như hóa giải hết. Có lòng tin thì sẽ được. Chúa đã ban rồi là coi như đừng có lo gì hết trơn. Mình chưa được ơn, nhưng mà sẽ có một ngày. Mình cứ hy vọng đi là sẽ được. Dạ. Và bây giờ là cũng nhờ mấy anh chị ở đây làm được cái foundation Trương Bửu Diệp này rất tiện lợi cho những người nhiều khi không có dịp về Việt Nam. Hoặc là như con lâu lâu mới về đó thì cũng hơi xa xôi. Nhưng mà bằng chứng là bây giờ rất là gần. Dạ, dù trong nước Mỹ con cũng cách 6 tiếng lái xe, nhưng mà có dịp con cũng về đây thăm cha với lại các anh chị ở đây. Cha Trương Bửu Diệp ơi, con muốn dâng lời cảm tạ. Với ánh mắt nhân từ, cha đã cầu cứu giúp. Bác Nguyễn Thị Ngọc Mai hiện đang ở thành phố Santa Ana, California. Bác là người theo đạo Phật. Bác bị chứng mất ngủ đã hơn mười mấy năm trời. Tình cờ bác nghe nói về cha Trương Bửu Diệp rất linh thiêng và thường truyền cầu cho nhiều người được ơn lành. Bác tìm đến văn phòng cha tại thành phố Garden Grove, California để cầu xin cho bệnh mất ngủ của mình. Lời cầu xin của bác có được ứng nghiệm không? Và cảm nhận của bác khi cầu nguyện với cha ra sao? Xin mời quý vị theo dõi. Dạ, tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Mai. Dạ, đang sống ở thành phố nào ạ? Dạ, ở thành phố Santa Ana. Dạ. Tại vì không có đạo ngoại đạo, đạo Phật á. Tôi có cái chứng mất ngủ cũng mười mấy năm rồi. Tôi vô là tối là con mắt tôi mở trao tráo, sợ về đêm lắm. Rồi tôi nghe nói cha Bửu Diệp cho ơn tất cả mọi người, rồi cái tôi cũng đến để tôi xin. Xin thì bữa đêm đó về tôi ngồi tôi coi TV lúc 7-8 giờ tối. Tự nhiên tôi ngáp dễ sợ luôn. Ngáp mà không thể kìm lại được đó, cái tôi vô tôi ngủ luôn một giấc vậy đó. Tôi ngủ cho tới sáng, cái tôi thức dậy, tôi thấy tinh thần tôi thoải mái, như nhẹ nhàng, đầu óc lắm. Cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm bị bệnh mất ngủ. Không có ngủ được. Ban đêm không ngủ được.
Dạ, ban đêm là con mắt vô cứ nằm mở ra, nằm cạnh ổng thì ổng ngủ, mình cứ không có ngủ không. Tới sáng luôn. Tới ngủ một đêm chỉ 1-2 tiếng hồ là thôi đó. Dạ, cũng có cho thuốc uống mà uống riết rồi mới đầu thì cũng ngủ, sau cũng chả ngủ. Có lúc ngủ được, có lúc ngủ không. Mà ngủ không có yên giấc không gì hết á. Sao đi lại xin cha rồi về cái đêm đó sao ngáp ngủ rồi mấy ngày nay cái ngủ luôn, đêm nào cũng ngủ hết á. Thì nói chuyện với cha là con lâu quá rồi con không có ngủ được, con khổ lắm. Bởi vì thấy ai cũng ngủ hết mà mình đêm mình cứ mở mắt không ngủ được, mình thấy mình khổ rồi. Rồi cái xin cha là cho ngủ. Dạ. Với hồi nãy tôi lên tôi cầu nguyện cha rồi tôi đặt tay lên tay cha đó, cái tôi cảm thấy người tôi làm như là rần rần làm như có cái gì chạy vô đầu rần hết cả người vậy á. Mới hồi nãy nè, có thấy ấm không cô? Dạ, rần nghe đó. Mà trời hôm nay đang lạnh. Dạ, mà thấy chạy từ trên dưới vô đầu rồi nữa thấy. Mới tức thì nè. Dạ. Cảm ơn cha hiền cho con một niềm tin mới, vượt qua muôn ngàn thử thách của trần gian. Cảm ơn cha hiền. Cô Ngọc Võ hiện đang ở thành phố Los Angeles. Cô chia sẻ, cô thường xuyên đi mua cá kiển ngay sau văn phòng cha trên đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove mà không hay biết. Mãi sau này cô mới biết được, và sau nhiều lần đến cầu nguyện với cha, hôm nay cô quyết định nói lên cảm tưởng của mình và chia sẻ ơn lành mà cô đã nhận được để làm chứng cho cha. Tôi tên là Ngọc Võ, tôi ở thành phố Los Angeles. Trước khi chia sẻ ơn cha, thì tôi xin được phép cảm ơn Trương Bửu Diệp Foundation đã có một sáng kiến rất là hay là thành lập được cái văn phòng mà nơi để chúng tôi có thể đến thăm cha, gần gũi với cha hơn. Là vì bản thân tôi không có cơ hội về Việt Nam, nhưng mà hôm nay có cha đây là chúng tôi có được cơ hội đến thăm cha. Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation có mặt ở thành phố Garden Grove này đã hơn 3 năm, mà chúng tôi thường đến đây, đi ngang đây mà không hề biết ở đây, tại vì ở Los mà thành ra không hề biết là ở đây có văn phòng của cha Trương Bửu Diệp. Đến một lúc cách đây hơn một năm, thì ngày Chủ nhật tôi ở trên San Diego về, thứ hai hai vợ chồng mới nói thôi để đi lên trên này mua mấy con cá kiển mà chúng tôi hay thường ghé mua cá kiển ngay sau văn phòng của cha đây, mà không bao giờ thấy. Thì hôm ngày thứ hai đi ngang cái ông xã tôi lái xe, ông xã ông ngồi kế bên, ô em ơi, văn phòng cha Trương Bửu Diệp kìa. Thì có phải là cha đã hướng dẫn chúng tôi đến thăm cha hay không? Tôi mừng quá, thì tôi ghé vô. Thành ra một niềm vui rất là lớn hướng dẫn chúng tôi đến đây để với cha. Thì tiếp theo đó, chúng tôi hàng ngày cầu nguyện với cha, rồi mà vẫn thấy nhớ cha. Tôi cứ hai tuần thì phải nói là dành thời giờ để chạy lên nắm được cái tay cha, thì thấy rất là ấm lòng. Thật tình mà nói từ lòng, từ tận đáy lòng mình là như vậy. Không lên hai tuần cứ thấy sao, cứ phải chạy lên thăm cha. Thì từ cái ơn mà mình lên hoài đó thì có lẽ không có đi vô để chia sẻ ơn. Thì tự nhiên hôm nay thì mình cảm thấy hay là một cái động lực nào đấy thúc đẩy mình để mình nói lên những gì cha đã cầu nguyện với Chúa Mẹ cho mình. Thì thật sự ra mình có, nó thì nó bú cổ thì người ta có một thôi, mà mình tới nghe nó cũng nhiều, không biết nhiều là bao nhiêu. Thì mấy năm nay rồi, mười mấy năm nay rồi, vẫn uống thuốc hàng ngày. Và cứ một năm đó thì đi gặp ông bác sĩ bú cổ một lần. Thì cách đây hơn một năm thì cũng lại đến gặp ông bác sĩ. Thì ông khám cái cổ, ông nói ồ, tôi có cảm tưởng như cái cổ, cái bú cổ của bà nó to lên. Thì mình ngạc nhiên, ủa sao tôi uống thuốc đầy đủ mà, tại sao lại bú cổ to? Thì ông bác sĩ nói tôi cũng không biết nữa, thôi bây giờ tôi cho bà đi siêu âm. Thì siêu âm xong hai ngày sau ông gọi lại cho mình. Ông nói bà trở lên lại cho tôi để tôi làm biopsy, là tại vì tôi thấy bà có một cái bú cổ nữa ở ngay giữa cổ của bà. Đó, thì mình mới nói thôi chết rồi. Bây giờ nếu mà làm biopsy mà nếu mà bị ung thư á,
thì phải mổ, mà mổ đây rồi lỡ mà đứt cái dây âm thanh nữa thì làm sao mình nói chuyện được, mà mình lại phụ trách đọc lời rao hàng tuần ở trong cộng đoàn của mình. Thì cũng cầu xin cha thôi, nói thưa cha, con chỉ xin cha cho con được cái bú hiền, bú cổ hiền, để con không phải bị mổ, chỉ xin cha có nhiêu đó thôi. Thì cái ngày mà mình lên mình làm biopsy đó, trước khi lên ông bác sĩ ông dặn rồi, ông nói trước khi bà lên biopsy á, bà uống cho tôi một viên thuốc, coi như là canh mê mình lại đó, để cho mình không có sợ đó. Thì uống ở nhà rồi, lên trên giường nằm, thì ông bác sĩ ông mới nói trước khi tôi làm biopsy đó, tôi sẽ ultra siêu âm lại một lần nữa, coi cái bú nó nằm ngay chỗ nào. Bà cứ bình tĩnh đi. Thì nằm đó thì mình cũng hơi buồn ngủ chút, thì thấy ông bác sĩ với cô y tá chạy tới chạy lui mà coi ở trong cái computer siêu âm cho mình đó. Mình thiếp đi hồi nào không hay, không biết bao lâu, chắc cũng ngắn rồi. Ông đập mình dậy, ông nói xong rồi, bà đi về. Thì mình mới hỏi, có sao không bác sĩ? Ông nói, ô tôi không thấy gì cả. À, tôi không thấy gì cả, tôi siêu âm lần nữa tôi không thấy gì cả. Thì tự nhiên cái bản tính tự nhiên của mình á, mừng quá. Chúa tôi, cứu tôi. Mình nói vậy chứ mình cũng không nói cha nữa. Ông bác sĩ người Trung Đông mà, mình có Kaiser đó, thành ra ông bác sĩ Trung Đông. Ông có lẽ không biết ông có phải Công giáo mình hay không, thì ông nói, ồ, có lẽ vậy, ông chỉ nói thế thôi. Ông nói thôi bà về đi, thì khoảng 3 tháng sau tôi sẽ cho bà siêu âm lại cho chắc chắn. Cái thì mình cũng để 3 tháng sau mình trở lên, siêu âm lại cũng không có. Rồi ông nói bây giờ không có, thì bây giờ 6 tháng nữa, thì 6 tháng nữa cũng không có. Thành ra coi như cho đến hôm nay là đỡ hơn một năm. Đúng là mình cũng chia sẻ ngay sau khi mình không khám phá, mình không có bú cổ. Nhưng mà đây là một vấn đề mà y khoa, mình đây không phải là mê tín dị đoan. Thành đứa ra mình muốn cái gì cho nó rõ ràng, để mình lên mình nói mình là nhân chứng. Nhân chứng của Chúa, nhân chứng của cha. Thành ra mình phải nói bằng sự thật. Mình là ngồi đây, coi như không có một cái bú cổ mà họ nói rằng mới khám phá ra qua cái siêu âm. Thành ra con cũng đến đây chia sẻ ơn lành cho mọi người đều biết rằng mình xin thì sẽ được. Mặc dù cũng có những ơn, không phải ơn nào cha cầu nguyện với Chúa với mẹ cũng cho mình đâu. Có thể những ơn nó cũng không có tốt cho mình, hoặc là ơn nó sẽ đến chậm. Cho tới giờ này, trong cuộc sống hàng ngày, lúc nào cũng có cha cùng đồng hành với mình. Nên có những cái việc gì rắc rối, mình kêu gọi cha, mình kêu xin cha là hầu như trong khoảnh khắc, hoặc là có thể một ngày 24 tiếng hồ sau đó là cha giúp mình ngay. Thành ra con đến đây để chia sẻ, và con luôn luôn tin rằng cha luôn đồng hành với tụi con trong cuộc sống hàng ngày. Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu khó khăn, có cha chúng con rất an tâm. Hôm nay tôi xin chia sẻ những ơn lành đây để cho tất cả mọi người đều nhớ rằng và tin rằng xin thì sẽ được. Các câu chuyện ơn lành vừa kể được Chương Bửu Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Chương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chấm dứt, xin được gửi đến quý vị các thông báo sau đây. Cầu nguyện với Cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Năm, mùng 5 tháng 2, kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự để hiệp chung lời cầu nguyện. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông cầu nguyện, xin vào trang web www.chuongbuodiep.org. Thông báo về thánh lễ dỗ cha Diệp 2015. Hưởng ứng lời kêu gọi của Linh mục Trần Thế Tuyên, cáo thỉnh viên án tuyên thánh cha Chương Bửu Diệp ngày 12 tháng 1 vừa qua về việc hiệp nhất trong việc tổ chức thánh lễ dỗ cha Diệp năm nay, nhân dịp nhận được tin vui từ Vatican. Mặc dù Hội Chương Bửu Diệp Foundation đã lên kế hoạch và sắp xếp cho lễ dỗ năm nay như đã tổ chức trong 3 năm qua, Hội vẫn quyết định nhường hoàn toàn việc tổ chức thánh lễ dỗ tại nhà thờ Thánh Linh vào ngày 14 tháng 3 sắp tới cho Linh mục cáo thỉnh viên vì các lý do sau đây. Trước hết, thể hiện tinh thần hiệp nhất Kitô giáo,
đặc biệt là lòng yêu mến và biết ơn cha Trương Bửu Diệp của hội. Sau đó là tạo điều kiện để cha Tuyên với tư cách cáo thỉnh viên có cơ hội giới thiệu công việc cao cả và mục đích gây quỹ mà cha đang thực hiện tại Orange County, California. Cuối cùng, do hội Trương Bửu Diệp Foundation hiện nay không gây quỹ hay quyên góp, nên để tránh sự ngộ nhận, quý ân nhân muốn ủng hộ việc gây quỹ của cha Tuyên xin liên lạc trực tiếp cho hội con cha Diệp, Father Diệp Student Association, số điện thoại 714-360-6120. Trương Bửu Diệp Foundation tin rằng quý cha linh hướng, anh chị em thiện nguyện, bạn hiểu và những người liên quan trong hội hiểu và đồng lòng với lý do Trương Bửu Diệp Foundation không tổ chức thánh lễ giỗ năm nay. Xin ơn trên qua lời cầu bầu của cha Trương Bửu Diệp, chúc lành cho công việc cao cả mà Linh Mục Trần Thế Tuyên đang thực hiện. Ngày giỗ cha tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation vào ngày thứ Năm 12 tháng 3 là ngày chính giỗ cha. Như thường lệ hàng năm, văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation tại 14231 Euclid Street, phòng E103105, thành phố Garden Grove, California 92843 sẽ mở cửa từ 9:30 sáng đến 6:00 chiều để quý bà con đồng hương lúc nào rảnh đều có thể ghé vào ăn dỗ và cùng nhau hàn huyên chia sẻ các câu chuyện ơn lành về cha Diệp. Và từ 6:00 đến 9:00 tối cùng ngày sẽ có chương trình văn nghệ Cây Nhà Lá Vườn với những bài hát về cha Diệp do chính các anh chị em thiện nguyện viên và bạn hữu của hội biểu diễn. Trương Bửu Diệp Foundation xin trân trọng kính mời. Chương trình truyền hình ơn cha Diệp đang được phát trên các kênh sau đây: Sài Gòn TV 57.5 lúc 9:15 mỗi sáng thứ Năm hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ; kênh VBS 57.6 lúc 11:00 trưa mỗi chủ nhật hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ. Giúp duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Diệp, mỗi khi có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookhurst, thành phố Westminster, xin quý vị đọc số 123 là ngày giỗ cha Diệp 12 tháng 3 tại quầy thu ngân. Bản tin TBDF nhằm cung cấp các thông tin cần thiết và kịp thời cho quý khách gần xa đến thăm viếng cha. Trương Bửu Diệp Foundation đang phát hành miễn phí bản tin vào các ngày 1 và 15 mỗi tháng tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Quý vị ở xa có thể xem và download bản tin trên trang web www.tbdf.org. Quý vị muốn đóng góp thông tin bài vở cho bản tin, xin gọi cô Trang Nguyễn 714-537-8159 hoặc email về info@truongbuoudiep.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình ơn cha Diệp kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha Trương Bửu Diệp. Amen. Là Quỳnh Thị Kim Loan, em ở tiểu bang Arizona. Dạ. Em là người mới đầu là ngoại đạo. Em lấy chồng Công giáo nay được 12 năm. Dạ, thì từ hồi lúc mà con em bước chân vào đạo thì em mới biết về đạo Công giáo và em mới nghe những sự tích về cha Trương Bửu Diệp. Dạ thưa, em được rất là nhiều ơn lành. Em cảm ơn cha rất là nhiều. Cho nên sau 10 năm kết hôn em không có con. Dạ, thì em cầu khấn hoài, ai chỉ gì em cũng làm hết. Thì em mới khấn ông cha Trương Bửu Diệp. Thì sau đó em đi nhiều bác sĩ lắm, họ coi như đầu hàng hết rồi, give up. Và ông nói, người ta nói em coi như gần như vô sinh.
Em nghe vậy thì cũng buồn, nhưng mà mình là người Công giáo thì mình cứ tin tưởng Chúa Phật, mình ở ngay ở thẳng thì Chúa sẽ ban cho. Thì lúc mà bác sĩ họ đầu hàng thì tháng sau em phát hiện là em có bầu. Em có bầu thì rất là khó. Cho nên em rất cẩn thận, mà không biết tại sao nữa. 5 tháng thì con của em là bây giờ là Steven, nó đẻ sớm 4 tháng. Có 23 tuần mang thai thôi. Nó đẻ ra chỉ có 1 phao 7, tức là khoảng 660 gram Việt Nam. Nó bằng bàn tay thôi. Dạ, thì nếu mà ở Việt Nam chắc em nghĩ cũng khó lắm. Nhưng mà một phần thì cũng là good technology của Mỹ, y tế đồ thì cũng ấy. Nhưng mà một phần em nghĩ là cũng có phép lạ của Chúa đã ban đến cho em. Dạ, bằng chứng là bây giờ cháu rất khỏe mạnh. Dạ thưa, năm nay cháu được coi như gần 5 tuổi. Bác sĩ đoán là sanh tháng 5, ngày 8, 2011. Mà cuối cùng cháu ra tháng 1, ngày 14. Dạ, sớm hơn 4 tháng. Nhưng mà bây giờ cháu to hơn những bạn học chung lớp. Dạ, bác sĩ nói là đẻ sớm như vậy rất có khả năng gọi là mang thương tật, disable. Em rất lo lắng. Cho nên mỗi lần em đi nhà thờ hay gì, em cũng khấn cha cho con của con được bình an như bao đứa trẻ khác, lớn lên nó được bình thường. Thì bây giờ nhìn cháu sáng và sáng suốt, thông minh, và con cũng tạ ơn cha. Con C2 với lại mọi người đi. Hai, con tên gì? Peter. Con tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn cha. Tạ ơn cha. Và chuyện thứ hai nữa, em cũng xin thưa là đứa thứ hai, thường thường có một đứa thì cũng hơi buồn, cho nên em cũng khấn cha hoài. Nay con được 5 tuổi rồi, con cũng gần 40 rồi, nếu qua 40 rất khó có con. Em đi bác sĩ quá trời mà bác sĩ hả cũng give up kỳ này. Nhưng mà giờ con phát hiện con có thai được 3 tháng rồi. Và cho nên con đến đây một phần là con cũng cảm ơn cha, khấn cha, mà một phần con cũng cầu xin cha hãy ban phước lành cho đứa con thứ hai của con. Dạ, kỳ này đừng đẻ sớm nữa, rất là cực. Nhưng mà con tin cha nghe lời con khấn, có thể là bình an sẽ đến với con. Dạ. Thứ ba là con có đến đây con khấn cho ba con đậu quốc tịch. Không có phép lạ thì tại sao một người như ba em 65 tuổi mỗi ngày nghe băng. Dạ. Mà từ từ họ nghe họ thấm, thì phải nhờ có một cái phép lạ nào đó ban cho người ta một cái trí nhớ. Dạ. Để mà thuộc bài vô đó gặp người. Mình học là một chuyện, nhưng mà nhờ ơn lành là coi như hóa giải hết. Có lòng tin thì sẽ được. Chúa đã ban rồi là coi như đừng có lo gì hết trơn á. Tại đó, để cho mình không có sợ đó, thì uống ở nhà rồi lên trên giường nằm, thì ông bác sĩ ông mới nói trước khi tôi làm biopsy đó, tôi sẽ siêu âm lại một lần nữa coi cái bú nó nằm ngay chỗ nào. Bà cứ bình tĩnh đi. Thì nằm đó thì mình cũng hơi buồn ngủ chút, thì thấy ông bác sĩ với cô y tá chạy tới chạy lui mà coi ở trong cái computer siêu âm cho mình đó. Mình thiếp đi hồi nào không hay, không biết bao lâu, chắc cũng ngắn rồi. Ông đập mình dậy, ông nói xong rồi bà đi về. Thì mình mới hỏi có sao không bác sĩ. Ông nói ô tôi không thấy gì cả. À tôi không thấy gì cả, tôi siêu âm lần nữa tôi không thấy gì cả. Thì tự nhiên cái bản tính tự nhiên của mình á, mừng quá. Chúa tôi, cứu tôi. Mình nói vậy chứ mình cũng không nói cha nữa. Ông bác sĩ người Trung Đông mà, mình có Kaiser đó, thành ra ông bác sĩ Trung Đông. Ông có lẽ không biết ông có phải Công giáo mình hay không, thì ông nói ồ, có lẽ vậy. Ông chỉ nói thế thôi. Ông nói thôi bà về đi, thì khoảng 3 tháng sau tôi sẽ cho bà siêu âm lại cho chắc chắn. Cái thì mình cũng để 3 tháng sau mình trở lên, siêu âm lại cũng không có. Rồi ông nói bây giờ không có, thì bây giờ 6 tháng nữa, thì 6 tháng nữa cũng không có. Thành ra coi như cho đến hôm nay là đỡ hơn một năm. Đúng là mình cũng chia sẻ ngay sau khi mình không khám phá, mình không có bú cổ. Nhưng mà đây là một vấn đề mà y khoa, mình đây không phải là mê tín dị đoan. Thành đứa ra mình muốn cái gì cho nó rõ ràng, để mình lên mình nói mình là nhân chứng. Nhân chứng của Chúa, nhân chứng của cha. Thành ra mình phải nói bằng sự thật. Mình là ngồi đây coi như không có một cái bú cổ mà họ nói rằng mới khám phá ra qua cái siêu âm. Thành ra con cũng đến đây chia sẻ ơn lành cho mọi người đều biết rằng mình xin thì sẽ được.
Mặc dù cũng có những ơn, không phải ơn nào cha cầu nguyện với Chúa với mẹ cũng cho mình đâu. Có thể những ơn nó cũng không có tốt cho mình, hoặc là ơn nó sẽ đến chậm. Cho tới giờ này, trong cuộc sống hàng ngày, lúc nào cũng có cha cùng đồng hành với mình, nên có những cái việc gì rắc rối, mình kêu gọi cha, mình kêu xin cha là hầu như trong khoảnh khắc, hoặc là có thể một ngày 24 tiếng hồ sau đó là cha giúp mình ngay. Thành ra con đến đây để chia sẻ, và con luôn luôn tin rằng cha luôn đồng hành với tụi con trong cuộc sống hàng ngày. Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu khó khăn, có cha chúng con rất an tâm. Hôm nay tôi xin chia sẻ những ơn lành đây để cho tất cả mọi người đều nhớ rằng và tin rằng xin thì sẽ được. Các câu chuyện ơn lành vừa kể được Chương Bửu Dề Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Chương Bửu Dề. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chấm dứt, xin được gửi đến quý vị các thông báo sau đây. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Năm, mùng 5 tháng 2, kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự để hiệp chung lời cầu nguyện. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông cầu nguyện, xin vào trang web www.chuongbuodiep.org. Thông báo về thánh lễ dỗ cha Diệp 2015. Hưởng ứng lời kêu gọi của Linh mục Trần Thế Tuyên, cáo thỉnh viên án tuyên thánh cha Chương Bửu Dề, ngày 12 tháng 1 vừa qua về việc hiệp nhất cho... Mình chưa được ơn nhưng mà sẽ có một ngày, mình cứ hy vọng đi là sẽ được. Và bây giờ là cũng nhờ mấy anh chị ở đây làm được cái foundation Chương Bửu Dề này rất tiện lợi cho những người nhiều khi không có dịp về Việt Nam, hoặc là như con lâu lâu mới về đó thì cũng hơi xa xôi, nhưng mà bằng chứng là bây giờ rất là gần. Dạ, dù trong nước Mỹ con cũng cách 6 tiếng lái xe, nhưng mà có dịp con cũng về đây thăm cha với lại các anh chị ở đây. Cha Chương Bửu Dề ơi, con muốn dâng lời cảm tạ. Với ánh mắt nhân từ, cha đã cầu cứu giúp. Bác Nguyễn Thị Ngọc Mai hiện đang ở thành phố Santa Ana, California. Bác là người theo đạo Phật. Bác bị chứng mất ngủ đã hơn mười mấy năm trời. Tình cờ bác nghe nói về cha Chương Bửu Dề rất linh thiêng và thường truyền cầu cho nhiều người được ơn lành. Bác tìm đến văn phòng cha tại thành phố Garden Grove, California để cầu xin cho bệnh mất ngủ của mình. Lời cầu xin của bác có được ứng nghiệm không? Và cảm nhận của bác khi cầu nguyện với cha ra sao? Xin mời quý vị theo dõi. Dạ, tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Mai. Dạ, ở thành phố Santa Ana. Tại vì không có đạo, ngoại đạo, đạo Phật á. Tôi có cái chứng mất ngủ cũng mười mấy năm rồi. Tôi vô là tối là con mắt tôi mở trao tráo, sợ về đêm lắm. Rồi tôi nghe nói cha Bửu Dề cho ơn tất cả mọi người, rồi cái tôi cũng đến để tôi xin. Xin thì bữa đêm đó về tôi ngồi tôi coi tivi lúc 7-8 giờ tối. Tự nhiên tôi ngáp dễ sợ luôn. Ngáp mà không thể kìm lại được đó, cái tôi vô tôi ngủ luôn một giấc vậy đó. Tôi ngủ cho tới sáng, cái tôi thức dậy tôi thấy tinh thần tôi thoải mái, như nhẹ nhàng đầu óc lắm. Cũng mười mấy năm rồi. Không có ngủ được. Dạ, ban đêm là con mắt vô cứ nằm mở ra, nằm cạnh ổng thì ổng ngủ, mình cứ không có ngủ không. Tới sáng luôn. Tới ngủ một đêm chỉ 1-2 tiếng đồng hồ là thôi đó. Và cũng có cho thuốc uống, mà uống riết rồi mới đầu thì cũng ngủ, sau cũng chả ngủ. Có lúc ngủ được, có lúc ngủ không. Mà ngủ không có yên giấc không gì hết á. Sao đi lại xin cha rồi về cái đêm đó sao ngáp ngủ rồi
mấy ngày nay cái ngủ luôn, đêm nào cũng ngủ hết á. Thì nói chuyện với cha là con lâu quá rồi con không có ngủ được, con khổ lắm. Bởi vì thấy ai cũng ngủ hết mà mình đêm mình cứ mở mắt không ngủ được, mình thấy mình khổ rồi. Rồi cái xin cha là cho ngủ. Yeah. Với hồi nãy tôi lên tôi cầu nguyện cha rồi tôi đặt tay lên tay cha đó, cái tôi cảm thấy người tôi làm như là rần làm như có cái gì chạy vô đầu, rần hết cả người vậy á. Mới hồi nãy nè. Có thấy ấm không cô? Dạ, rần nghe đó. Mà trời hôm nay đang lạnh. Dạ. Yeah. Mà thấy chạy từ trên dưới vô đầu rồi nữa thấy. Mới tức thì nè. Dạ. Cảm ơn cha hiền cho con một niềm tin mới, vượt qua muôn ngàn thử thách của trần gian. Lạy Cha trương bưu diệm, lạy Cha trương bưu diệm. Amen. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp do Chương Bưu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 86 hôm nay với các nhân chứng sau đây. Cô Võ Thị Lan hiện đang ở thành phố Lake Havasu, Arizona. Chị Loan Huỳnh ở Gilbert, Arizona. Bác Nguyễn Thị Ngọc Mai hiện đang ở thành phố Santa Ana, California. Và cô Ngọc Võ hiện đang ở thành phố Los Angeles. Để mở đầu, xin mời quý vị theo dõi chia sẻ của cô Võ Thị Lan hiện đang ở thành phố Lake Havasu, Arizona. Cô là người theo đạo Phật nhưng rất tin vào sự hiển linh của cha. Cô đã nhận được rất nhiều ơn lành của cha. Hôm nay, đang mang trong mình căn bệnh gan, bác sĩ chuẩn đoán có thể phải phẫu thuật. Cô đã đặt hết niềm tin tưởng vào cha và cầu nguyện với cha mỗi ngày. Cô tin rằng sẽ vượt qua được căn bệnh của mình. Lòng tin yêu tha thiết con nai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Tên gì là Võ Thị Lan? Vì ở Lay Everton. Vì là đạo Phật, nhưng mà vì tin cha nhiều. Vì có ơn của cha, vì ra chị tạ ơn cha. Nhưng mà vì có nói với cha là khoảng đôi ba tháng vì ra chị cái building của cha, chị gặp cha. Vì nhờ cha giúp cho dì qua tai qua nạn khỏi cái bệnh của dì. Là có thể nửa chết nửa sống, nhưng mà cha giúp dì rồi. Thấy dì thấy đỡ lắm. Cô khỏe lắm, mỗi ngày cô khấn cha, cô giái cha. Cô thấy nó đỡ nhiều lắm con. Lúc đầu là ở đây nè, là cái gan cancer. Giờ bác sĩ nói là bây giờ nó mọc chậm, nó có cục bú nhưng mà nó mọc chậm. Nhưng mà chưa có biết là cái cách nào làm. Bây giờ người ta bác sĩ người ta đang bàn tính thôi. Người ta chưa có làm gì chứ gì. Nhưng hiện tại giờ chị đang uống thuốc bắc với là chị xin phép của cha. Chị mỗi cây, chị có thờ cha ở nhà nữa rồi. Chị mỗi ngày chị giấy, chị khấn cha, chị xin cha giúp cho gì khỏe mạnh. Để cho gì chờ mạnh nữa, để gì chống qua cái bệnh của gì. Đó rồi, chị nói với cha chị khấn cha, nếu cha có cái ý kiến gì, cha giúp cho con để con vượt qua cái đó. Nhưng mà nếu mà làm có mổ thì cũng hơi khó khăn một chút. Nhưng mà dì tin bề trên cha cứu dì thôi. Cái đó là cái lòng của dì. Dì có sao thì dì nói xị thôi. Cái đó cái lòng thật tộc của dì. Cha trương bưu diệm là nguồn an vui cho thế trời. Cha trương bưu diệm là hiện thân của lòng nhân. Chị Loan Huỳnh ở Gilbert, Arizona. Lập gia đình được 10 năm mà không có con. Bác sĩ chuẩn đoán chị bị vô sinh. Nhưng sau đó chị Loan đã săn được một đứa con trai, cháu bé lọt lòng mẹ chỉ nặng 1.7 pào. Gần 5 năm sau, câu chuyện của chị Loan và cháu bé săn non thế nào? Và chị lại có thêm tin vui mới gì mà chị đã gọi là phép lạ từ cha Diệp? Mời quý vị theo dõi phần chia sẻ của chị sau đây. Dạ, em tên...
Cô Ngọc Võ hiện đang ở thành phố Los Angeles. Cô chia sẻ, cô thường xuyên đi mua cá kiểng ngay sau văn phòng trà trên đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove mà không hay biết. Mãi sau này cô mới biết được, và sau nhiều lần đến cầu nguyện với cha, hôm nay cô quyết định nói lên cảm tưởng của mình và chia sẻ ơn lành mà cô đã nhận được để làm chứng cho cha. Tôi tên là Ngọc Võ, tôi ở thành phố Los Angeles. Trước khi chia sẻ ơn cha, thì tôi xin được phép cảm ơn Trương Bửu Diệp Foundation đã có một sáng kiến rất là hay, là thành lập được cái văn phòng mà nơi để chúng tôi có thể đến thăm cha, gần gũi với cha hơn. Là vì bản thân tôi không có cơ hội về Việt Nam, nhưng mà hôm nay có cha đây là chúng tôi có được cơ hội đến thăm cha. Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation có mặt ở thành phố Garden Grove này đã hơn 3 năm, mà chúng tôi thường đến đây, đi ngang đây mà không hề biết ở đây, tại vì ở Los mà, thành ra không hề biết là ở đây có văn phòng của cha Trương Bửu Diệp. Đến một lúc cách đây hơn một năm, thì ngày Chủ nhật tôi ở trên San Diego về, thứ hai hai vợ chồng mới nói thôi để đi lên trên này mua mấy con cá kiển, mà chúng tôi hay thường ghé mua cá kiển ngay sau văn phòng của cha đây mà không bao giờ thấy. Thì hôm ngày thứ hai đi ngang, cái ông xã tôi lái xe, ông xã ông ngồi kế bên, ô em ơi, văn phòng cha Trương Bửu Diệp kìa. Thì có phải là cha đã hướng dẫn chúng tôi đến thăm cha hay không? Tôi mừng quá, thì tôi ghé vô. Thành ra một niềm vui rất là lớn hướng dẫn chúng tôi đến đây để với cha. Thì tiếp theo đó, chúng tôi hàng ngày cầu nguyện với cha, rồi mà vẫn thấy nhớ cha. Tôi cứ hai tuần thì phải nói là dành thời giờ để chạy lên nắm được cái tay cha, thì thấy rất là ấm lòng. Thật tình mà nói, từ lòng, từ tận đáy lòng mình là như vậy. Không lên hai tuần cứ thấy sao, cứ phải chạy lên thăm cha. Thì từ cái ơn mà mình lên hoài đó, thì có lẽ không có đi vô để chia sẻ ơn. Thì tự nhiên hôm nay thì mình cảm thấy hay là một cái động lực nào đấy thúc đẩy mình để mình nói lên những gì cha đã cầu nguyện với Chúa Mẹ cho mình. Thì thật sự ra mình có, nó thì nó bú cổ thì người ta có một thôi, mà mình tới nghe nó cũng nhiều, không biết nhiều là bao nhiêu. Thì mấy năm nay rồi, mười mấy năm nay rồi, vẫn uống thuốc hàng ngày. Và cứ một năm đó thì đi gặp ông bác sĩ bú cổ một lần. Thì cách đây hơn một năm thì cũng lại đến gặp ông bác sĩ. Thì ông khám cái cổ, ông nói ồ, tôi có cảm tưởng như cái cổ, cái bú cổ của bà nó to lên. Thì mình ngạc nhiên, ủa sao tôi uống thuốc đầy đủ mà tại sao lại bú cổ to? Thì ông bác sĩ nói tôi cũng không biết nữa, thôi bây giờ tôi cho bà đi siêu âm. Thì siêu âm xong hai ngày sau ông gọi lại cho mình. Ông nói bà trở lên lại cho tôi để tôi làm biopsy, là tại vì tôi thấy bà có một cái bú cổ nữa ở ngay giữa cổ của bà. Đó, thì mình mới nói thôi chết rồi. Bây giờ nếu mà làm biopsy mà nếu mà bị ung thư á, thì phải mổ, mà mổ đây rồi lỡ mà đứt cái dây âm thanh nữa thì làm sao mình nói chuyện được, mà mình lại phụ trách đọc lời rao hàng tuần ở trong cộng đoàn của mình. Thì cũng cầu xin cha thôi. Nói thưa cha, con chỉ xin cha cho con được cái bú hiền, bú cổ hiền, để con không phải bị mổ. Chỉ xin cha có nhiều đó thôi. Thì cái ngày mà mình lên, mình làm biopsy đó, trước khi lên, ông bác sĩ ông dặn rồi, ông nói trước khi bà lên biopsy á, bà uống cho tôi một viên thuốc, coi như là canh mê mình là.